Thế thì em thấy có một cái nick của cái ông Nguyễn Minh Hùng. Nguyễn Minh Hùng. Sao cái tên của ông giống cái nick của em đặt. Nguyễn Minh Hùng. Nguyễn Hồng. À, cái ông này là trước đây tham gia theo dõi những cái kênh của Phố Bonsa, Nửa Vòng Trái Đất, một số kênh đó. Thì bản thân ông này cũng có cái nhìn nhận, cũng có những phát biểu đánh giá một cách khách quan, mình thấy mình cũng có cái thiện cảm. Mình cũng thấy anh này tuy sống bên đó lâu năm, mấy chục năm nay, tuổi thì không nhỏ nữa, cũng chắc cũng phải trên dưới 60 thì chắc cũng không nhỏ nữa. Thì nhìn nhận thì mình thấy cũng có nhiều cái, nhưng Chưa thấy nha mấy huyện. Nha huyện. ngày nay mấy ngày nay là có đăng những cái cờ mà cái kiểu mình nói là té nước theo mưa đó, liên quan tới cái vấn đề từ thiện ở trong nước, từ thiện trong nước. Bắt đầu là mình thấy đăng những cái đó, mình mới mới vào, mình mới hỏi, mình phản biện và mình hỏi thì có cái cách trả lời mang cái hàm ý, và bắt đầu là mang cái tính cách chê bai. Và mình cảm thấy rằng là tư duy của những người Việt gốc ở bên Mỹ, người Mỹ gốc Việt bên đó, vẫn còn nặng cái tư tưởng hận thù. Thứ nhất, thứ hai nữa là họ sống bên đó, họ không biết cái sự phát triển của Việt Nam nó ra sao. Họ chỉ nhìn ở trên những cái báo đài, có nhiều lúc những cái báo đài không chính thống, rồi họ quy chụp, họ quy kết, nó thành ra cái sự nhìn nhận nó thiển cận đi, nó lú lẫn đi. Để mình thấy rằng là nếu như bác Cầm hay bác Victor Phượng là những người đã từng cầm súng bên kia chiến tuyến, hoặc là thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập, Ok những bạn. người đã cầm súng bên kia chiến tuyến, đầu tiên họ cũng chống cộng cực đoan, nhưng mà một giai đoạn sau này họ nhìn nhận một cách khách quan những tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa miền Nam. Họ qua bên đó, họ nhìn nhận tới thời cuộc họ cũng bình yên. Những người như có đại tướng Cao Văn Viên, Cao Văn Viên, hay là trung tướng, thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ, hay là một số người nữa là những thành phần chấp bu trong cái chế độ miền Nam, nhưng mà họ nhìn nhận tới Việt Nam nó một cách khác hẳn, chứ không phải những cái ông mà tiếp riêu cái loại thượng sĩ nhất, trung sĩ đồ gì này đó mà lúc nào cũng cho ta đây. Thì cái lúc vậy năm 75 thì có con thanh niên 22 tuổi, thì đến nay con 70 tuổi, ví dụ như cỡ như bác Cầm, thì cuối cùng rồi lại nhìn nhận một cách cực đoan. Và riêng cái ông Nguyễn Minh Hùng này, mình có cờ một số câu và ổng phát biểu những cái vấn đề nó liên quan tới từ thiện, mình thấy rằng là mình không dám họ dốt. Chắc chắn họ sống bên đó, họ học tập, họ làm việc bên đó, họ phải hơn mình một phần về tri thức, nhưng mà khách quan nhìn nhận cái thế giới quan, đặc biệt là tình hình Việt Nam, thì họ còn quá thiếu thông tin. Cái thiếu thông tin ở đây á, không phải là họ không muốn tiếp nhận, hoặc là không có những cái kênh để họ tiếp nhận, nhưng mà vì cái tư tưởng nó cực đoan quá, cho nên họ không muốn nhìn nhận, tiếp nhận những cái thông tin chính thống, mà họ chỉ nhìn nhận những cái thông tin mang tính cực đoan chống phá. Rồi cuối cùng họ bị nhiễm vào cái tư tưởng cực đoan. Cũng giống như trên trên cái diễn đàn Thơ Quan trước đây, cũng có một số người khi tham gia diễn đàn thì cũng có những lời nói, những cái hành động cũng mang tính xây dựng cho đất nước Việt Nam, nhưng một thời gian sau này thì lại thể hiện ra một cái bản chất nó khác. Lật Dạ, ổng có hỏi mình một câu, mình có nói ổng, mà ổng hỏi mình cái vấn đề từ thiện. Mình đã diễn đàn Thơ Quan, mình đã khẳng định rất là nhiều lần, và trong những cái cơm đó mình cũng đã cơm rất là nhiều, mà mình khẳng định rằng không quan trọng cái vấn đề sao kê. Tôi nói sao sao kê chỉ là hình thức, tôi đã nói rồi, cái chuyện sao kê là chuyện chuyện của cái anh, làm gì làm chuyện của anh, không quan trọng. Cái quan trọng nhất là cái số tiền ủng hộ từ thiện đó anh chi như thế nào, chi có hết, có đủ hay không. Cái thứ hai là những tổ chức, những cá nhân lợi dụng cái từ thiện gắn cái nhãn cho mình. Gắn cái nhãn cho mình là gì? Gia đình, vợ chồng, bản thân ủng hộ là sai. Cái này là mạnh thường quân ta góp vào mà. Mình phản bác là mình phản bác cái đó. Và cái nguồn tiền từ thiện anh có làm có hết đó không, là một cái
Bắt đầu ông bịa qua mình, ông hỏi chứ gì với mặt trận với lại chữ thập đỏ có sao kê. Cái chuyện mặt trận Tổ quốc hay là chữ hội chữ thập đỏ hay các hội đoàn thể khác, họ làm việc, họ có sự kiểm toán, có kiểm tra, thanh tra của chính quyền, à, từ trung ương đến cơ sở. Họ có cái chế độ kiểm toán hàng năm, và họ có trách nhiệm báo cáo giải trình cái số tiền anh chơi như thế nào. Anh sai phạm thì anh bị bắt, anh bị kỷ luật, anh bị xử lý. Còn này cá nhân, nhà nước không nhúng tay. Nó tại sao nhà nước yêu cầu sao kê? Nhà nước Việt Nam chưa hề lên tiếng cái vấn đề sao kê của từ thiện của các nghệ sĩ. Nhưng vì dư luận cho nên là những cái phát ngôn lạm ngôn, cho nên đài truyền hình Việt Nam và các báo đài họ mới đưa thông tin, chứ họ không bắt buộc phải sao kê. Còn cái chuyện anh sao kê như thế nào chuyện của anh, quan trọng anh chi có hết, anh chi có đủ, anh chi có đúng không. Ừ, bắt đầu quay hỏi qua hỏi lại cái hồi nãy mới cờ một câu, mình rất là tức, mình rất là tức nha, mà mình bực lắm. Anh nói Việt Nam này có dân chủ này nọ, tại sao lãnh đạo toàn là bị ung thư chứ. Em mới cờ một câu tức thì, em mới cờ một câu tức thì hồi nãy em mới cờ em trả lời ổng. Ông nói chứ Việt Nam này nói dân chủ này nọ, tại sao lãnh đạo toàn bị ung thư chết. Tôi nói dù gì lãnh đạo để nhà nước không phải là thánh, không phải là thánh thì cũng là con người, thì cái chuyện mắc bệnh là chuyện bình thường. Mắc bệnh ung thư, bệnh này, bệnh gan nhiễm mỡ, bệnh này bệnh kia, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Và lãnh đạo cũng không không đứng ngoài cái quy luật sinh tồn của nhân sinh, đó là sanh lão bệnh tử. Thì cái chuyện bệnh ung thư là chuyện bình thường, cái chuyện bệnh ung thư chết chấp nhận được, chứ không phải như ông Diệm, ông Nhu hay là ông Kennedy mà bị lính nó bắn vào đầu, nó khác hẳn đúng không. Em trả lời một câu gì luôn, nói chứ, ông nói chứ tại sao vậy mà Việt Nam lãnh đạo bị ung thư chết trẻ. Ý là nó có cái chuyện mà những cái trường hợp mà lãnh đạo nhà nước mình chết, như có chỗ chủ tịch nước Trần Đại Quang rồi ông Nguyễn Bá Thanh rồi này nọ đó, cái hỏi chuyện qua mà câu trong đó là nước thấy tào đó lao rồi. đúng không. Ông hỏi như vậy em mới bật, em nói chứ nè, cái chuyện con người nhân sinh đó, sanh lão bệnh tử, bệnh không phải là thánh, không phải là thánh, ai cũng phải chết. Chính bây giờ nói chứ, nói được phong phong Phật phong đồ như như ông Phật Thích Ca, ông Chúa Giêsu hay là ông Phật Tam Tạng này nữa, có ông nào còn sống trên cõi đời nào cũng tới tới tuổi cũng phải chết vậy. Cái quan trọng người ta chết nhưng mà nhân dân có thương yêu hay không. Chứ em nói rồi, em cơm em nói chứ, người ta bệnh chết là cái chuyện bình thường, chứ không phải đang sống dời sờ mà chỉ súng vô đầu mà bắn lính lính nó bắn vô đầu giống như ông Diệm Nhu không cái nên đi. Ừ. Mà nói ra có nhiều cái mình nói rằng là, cho nên tới bây giờ mình nhìn nhận đánh giá rằng là một bộ phận không nhỏ bà con kiều bào ở hải ngoại còn mang tư tưởng cực đoan, đánh giá nhìn nhận về đất nước, về lịch sử quê hương dân tộc nó còn mang một cái tính thiển cận, thiển cận. Cái thiển cận nó không phải là họ không có tư duy, nhưng mà họ vì cái sự hận thù nó chèn ép cái bộ não, họ không rộng mở họ đón nhận được, họ không rộng mở đón nhận được. Nói thật anh thơ quen chứ, trong cái cuộc chiến kháng chiến chống Mỹ, đất nước Việt Nam chúng ta sản sinh ra biết bao nhiêu là con người đi theo chế độ miền Nam, hàng triệu quân lính, hàng trăm hàng trăm ngàn cán bộ dân chính ở chính quyền theo chế độ cũ thì đâu phải là ít, đặc biệt ở miền Nam nó quá nhiều đi, nhưng mà một số ít đi qua bên hải ngoại. Vậy thì còn cái số còn lại sống trong nước này tới ngày hôm nay họ có bị cái gì không. Giai Ok đoạn bạn. đầu mới giải phóng đúng có cái sự o ép nhất định, ví dụ như đường học hành này nọ nó cũng khó khăn, nhưng mà tới ngày hôm nay những người là cán bộ, là đảng viên, là công nhân viên chức nhà nước, là con là cháu của những người chế độ cũ đầy ra đó chứ sao không có, mà họ không rộng mở. Họ cứ nghĩ rằng là cộng sản là tiêu diệt cái cũ, cái chế độ cũ để độc tài, để hại dân hại nước. Thế có hại dân hại nước cái chỗ nào đâu. Mình sống trong một xã hội mình phải nhìn nhận đánh giá cái gì nó còn thực trạng. Trong tình hình dịch bệnh hiện nay có một số đối tượng là cán bộ phường, xã, khu phố, ấp gì đó lợi dụng cái vấn đề hỗ trợ của nhà nước này nọ, có không sai, nhưng bên cạnh đó hàng trăm hàng ngàn hàng trăm lượt hàng trăm ngàn lượt cán bộ chiến sĩ dầm mưa giải nắng hy sinh tính mạng của mình để bảo Chào vệ bà Khế. phục vụ cho nhân dân.
Vậy thì cái số tiểu tiết gì chúng ta có thấy là lấy cái tiểu tiết chúng ta làm đại cục được hay không? Nếu như cán bộ ai cũng vậy, bỏ dân chết đói bơ lơ bơ lất bất, một người chiến sĩ khi mang cái hũ tro cốt của một người vì dịch Covid, họ sẵn sàng họ lấy cái nón đậu trên đầu của họ có ngôi sao thể hiện cho tổ quốc, họ chia cái hũ tro cốt, chia nắng cho cái mảnh tro cốt cuối cùng của một con người. Cái hành động nhân văn như thế chẳng thấy ai lan truyền, chẳng thấy ai khen ngợi, mà chỉ còn chăm chăm cái ông cán bộ gì đó bắt đầu là nó đem tiểu tiết ra, nó làm thành đại đại sự đại cục. Cho nên cái tư tưởng của những thành phần bên kia, ở bên thế giới bên kia, họ mang một cái tư tưởng hận thù khó có thể gột rửa được. Họ đánh giá cái lịch sử Việt Nam chỉ bằng một cái là Đảng Cộng sản lãnh đạo đất nước, là độc tài, là đảng trị. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước là bán biển bán đất cho Trung Quốc, nô dịch cho Trung Quốc, bị Trung Quốc đồng hóa, bị Trung lệ thuộc Trung Quốc rất là nhiều này nọ. Nhưng mà họ không thấy rằng là đối với Việt Nam chúng ta một tấc không đi một ly không rời, qua những cái hình ảnh những người cán bộ chiến sĩ biên phòng và nhân dân các biên giới các tỉnh phía Bắc, họ đấu tranh với là lực lượng xây cái bờ rào Trung Quốc, họ sẵn sàng họ nhổ họ phá cái hàng rào khi lấn qua bên đất Việt Nam chỉ có một tấc, một tấc, họ sẵn sàng họ đấu tranh như thế, họ sẵn sàng mềm mỏng là mềm mỏng, cương quyết là cương quyết, nhưng mà phải khôn khéo. Đối với địch chúng ta phải cương quyết và khôn khéo, không phải lúc nào cũng cương, nhưng mà chúng ta phải cương và chúng ta phải khôn khéo. Chúng ta sợ Trung Quốc à? Việt Nam sợ Trung Quốc à? Ngàn năm nay chẳng thấy ai nói Việt Nam sợ Trung Quốc, mà tới ngày hôm nay những thành phần đi theo ngoại bang thì lại quay đầu chửi nhân dân, chửi dân tộc Việt Nam sợ Trung Quốc. Mỹ Pháp Đức Ý còn không sợ Trung Quốc là cái nghĩa địa gì? Cái quan trọng trong thời đại phát triển, trong cái lúc hòa bình này, chúng ta tận dụng mọi cái sự yên ổn để phát triển đất nước. Giống như ngày xưa các triều đại Đinh Lê Lý Trần khi đánh thắng giặc phương Bắc vẫn sai sứ qua đó để được nhận sắc phong hầu, sắc phong gì đó kể, nhưng trong bản thân những vị đó vẫn là hoàng đế của phương Nam, vẫn là hoàng đế phương Nam. Chỉ có những cái đã từng là nô lệ họ mới nghĩ rằng là tư duy của họ nô lệ, cho nên họ nhìn xung quanh cũng là nô lệ. Con ếch ngồi dưới giếng nhìn lên bầu trời chỉ bằng cái mâm, thì họ cũng tư duy thế. Cái lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta bao nhiêu lần chống ngoại xâm, trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc bảo vệ đến ngày hôm nay, thì biết bao nhiêu cái gương anh dũng xả thân hy sinh, biết bao nhiêu người trong cái mặt trận chiến thầm lặng về văn hóa, về địch vận. Ví dụ như cô Trịnh Thị Ngọ lúc đầu anh đưa, bản thân cô đó có đóng góp công lao gì trong cái cầm súng đánh giặc không? Không, nhưng mà tiếng nói của cô, tiếng nói của cô đã đưa ra quốc tế và đã làm cho lính Mỹ và người Mỹ nhìn nhận được cái cuộc chiến phi nghĩa của họ khi đem quân vào Việt Nam. Và lời nói của cô như một cái tuyên bố đanh thép trước quốc tế, trước thế giới, Việt Nam chẳng sợ thằng nào, Việt Nam sẵn sàng đốt cháy cả dãy Trường Sơn, sẵn sàng hy sinh tất cả, nhưng phải đánh đuổi được ngoại xâm. Còn tùy theo từng thời kỳ, tùy theo từng giai đoạn, tùy theo từng trận chiến để chúng ta phải có cái chiến lược. Cũng giống như trong 3 lần kháng chiến quân Nguyên Mông, 2 lần, lần thứ hai, lần thứ ba, thế giặc mạnh, vua nhà Trần vẫn bỏ Thăng Long vườn không nhà trống để lánh về ở vùng rừng núi để cho địch chủ quan khinh địch và chúng ta chiến thắng. Quang Trung khi đưa quân ra tiến công Mãn Thanh thì cũng tạo cái tâm lý chủ quan của quân Mãn Thanh là những ngày Tết, và đặc biệt cái thời gian ngắn thì quân Tây Sơn không thể ra đó được, rõ ràng đúng không? Đó là cái sách lược, cái chiến lược. Cũng giống như trong trận chiến cuối cùng khi nhà
vua quay nhà Lê Lợi tiêu diệt quân Minh Minh thì vừa bao quanh Thăng Long, có nghĩa là thành Đông Quan, đồng thời vừa tiêu diệt lực lượng cứu viện và chém đầu Liễu Thăng ở Ái Chi Lăng. Thì cái cách dụng binh tùy theo thời cuộc. Biết năm 618 Mậu Thân lực lượng cách mạng chưa mạnh, nhưng chúng ta đánh phủ đầu, đánh mạnh vào ở những cái trung tâm đầu não của địch, làm bọn chúng choáng váng, không nghĩ rằng là lực lượng cách mạng có thể làm được như thế. Đến ngày hôm nay ở bên đó chăm chăm vận động xây dựng cái thành tái chiếm của thành Quảng Trị, có chút xíu mà tái chiếm cái gì, tái chiếm được có giữ được hay không. Nhiều đó mà đấu tranh tranh tới tranh lui, giành toàn giành toàn, cuối cùng lực lượng mũ nầu xanh mũ nầu đỏ gì đó, rồi anh cả đỏ rồi gì cái gì tùm lum, mà hầm xám gì tùm lum tà la, cuối cùng cũng đu kè tháo chạy. Nhưng mà tư duy không rộng mở, không đón nhận được, không đón nhận được, không đón nhận ở đây nó mang cái tư tưởng hận thù quá lớn. Tư tưởng quá hận thù quá lớn, cũng giống như là Bảo Đại, vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều nhà Nguyễn. Nếu bản thân ông chấp nhận là một người công dân như tiên bố của ông khi thối vị và làm cố vấn cho chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, là thất thời, thì sau này cũng có công lao, nhưng mà cuối cùng vì lợi ích bản thân, vì muốn trở lại là một người nắm quyền, muốn làm vua lại, cho nên cuối cùng bị dân tộc, bị nhân dân ta khinh ghét, là kẻ theo giặc. Thì tại sao như những cụ mà những người mà làm quan của triều nhà Nguyễn, như cụ Bùi Bằng Đòn nè, là cha của Bùi Tín á, Bằng Đòn nè, Huỳnh Thúc Kháng nè, rất là nhiều họ đi theo cách mạng. Sau này họ có công lao, vẫn được cách mạng, vẫn được nhà nước, vẫn được nhân dân ghi nhận. Dù họ là những người quan lại của triều đại phong kiến, nhưng mà họ vì đau đáu cái cảnh nước mất nhà tan, khi cách mạng thành công họ đi phục vụ cách mạng. Bác Hồ chính phủ vẫn trọng dụng. Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhân sĩ, một quan lại phong kiến, nhưng mà sẵn sàng đảm nhận chức quyền chủ tịch nước khi Bác Hồ thăm Pháp, và đã xử lý thành công công tác đối ngoại đối nội trong giai đoạn Bác Hồ ở Pháp bằng sáu bằng câu nói của Bác Hồ khi dặn dò dĩ bất biến ứng vạn biến, chỉ sáu từ ngữ, sáu từ mà cậu cụ đã lãnh đạo trong cái quan hệ đối nội ở trong nước thành công đến khi Bác Hồ trở về. Thì để thấy rằng là những người đó thức thời không, lịch sử nhân loại có, lịch sử nhân dân đất nước chúng ta có ghi nhận không? Có ghi nhận, và vẫn Huỳnh Thúc Kháng quê Quảng Nam, cho nên sau này cái tên cái tuyến đường đẹp nhất, rộng nhất của thành phố Tam Kỳ là dành cho Huỳnh Thúc Kháng, thấy rõ ràng không? Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh dù tư tưởng không phải cộng sản nhưng vẫn yêu nước. Còn cái số bây giờ yêu cái chỗ nào, yêu cái gì? Yêu đồng đô la. Ok Còn có anh ai ở Việt có lên không, thì để nhường diễn đàn cho anh lên đây. Chứ còn ông em ai nói Việt, cái này ai Việt đi rồi, nhưng mà chắc anh cũng ngưng, anh muốn xuống, anh xuống lại cũng khuya. rồi có nghĩa rằng là mình lên đây mình nói một chút xíu về vấn đề đó. Còn cái tình hình dịch bệnh ha, cái này kia, công tác đối ngoại hiện nay thì để một ngày nào đó anh em mình tham gia rõ hơn, giống như là cái nội dung mà chúng ta vừa rồi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có đi thăm Cuba và thăm Mỹ đó, thì những cái hình ảnh, những cái tư liệu đó cũng là một cái mà để thấy đường lối đối ngoại của chúng ta. Chúng ta đặt quan hệ của Việt Nam với lợi ai là tự động trong cái bước chân đi của lãnh đạo đảng nhà nước, là biết rõ chúng ta xem ai là một người sẵn sàng là anh em với nhau. Chúng ta không thăm nước lớn nào hết, chúng ta đi Cuba trước, đúng không? Cho nên sau này cái quan hệ đối ngoại của Việt Nam, xin anh em kiều bào ở hải ngoại có theo dõi diễn đàn này, ngưng cái mõm lại, nói rằng là phải đi theo Mỹ,
chơi với Mỹ, thân với Mỹ, xin thưa, không có chuyện đó. Mỹ là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng mà Mỹ không phải là nơi để chúng ta dung thân. Ừ. Xin thưa, xin em xin dừng ở đây, chào tất cả anh chị em. Cuối cùng xin chúc sức khỏe anh chị em mình tham gia theo dõi, cũng như là có gửi lời chúc sinh nhật của mình trong ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Ok, cảm ơn Huy rất là nhiều nha. Một lần nữa cũng xin gửi lời chúc mừng sinh nhật Huy, vui vẻ gia đình ha. Ok.